Con gái tụi mình đều biết có những loại băng vệ sinh cực kỳ không thoải mái, làm bạn khó chịu mỗi lúc, bức bối mọi nơi. Nhưng ta-da, có Kotex siêu mềm mới rồi nha. Wow, thoải mái quá đi, đúng là thiên đường giữ êm mà. Màng dệt siêu mềm như chiếc võng bồng bềnh, thấm hút tức thì vượt trội. Như vậy mới là an toàn thoải mái nè. Cùng nàng BFF trải nghiệm Kotex siêu mềm mới ngay nha.